Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái chiếc xe mà khách vừa mang đến, kêu là xe Honda anh em nhé. Và rất là tiếc bởi vì chót mua mất rồi, và đây kiểm tra thay cái lốp. Ý mình nói đáng tiếc cho chủ xe rằng là đây, lốp là tôi thay mới này. Nhá, cái xe này là nó là xe xe Trung Quốc anh em nhé. Xe này nó là xe tàu đi cho dễ. Và bạn đấy hỏi tôi rằng là kiểm tra hộ đây có phải xe xịn không. Tôi mới hỏi là mua chưa, bạn ấy bảo mua rồi nha anh em nhé. Bây giờ chỉ cho các bạn từng chi tiết một này. Đây là nhựa tàu hết này. Đôi giảm xóc đằng sau là đôi giảm xóc liên doanh anh em nhé. Giảm xóc liên doanh, hàng rẻ, bô rồi. Bô Tân Hòa nha anh em nhé. Bô tàu đi. Bô Tân Hòa rẻ tiền này. Lốc máy đây. Rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Nhưng mà lốc có chữ Honda này anh em nhé. Honda này. Lốc này là lốc tàu nhé. Chế này. Chế này thì nó đen quá. Chế tàu luôn. Cổ hút to đùng anh em nhìn cổ hút này. Đầu bò nhé. Tàu nhá anh em nhé. Này. Về phần đầu đèn này anh em nhé. Được cái mỗi pha này là pha xịn này. Hai cái xi nhan này là hàng rẻ liên doanh này. Bộ đầu là tàu luôn này. Cái kính đồng hồ này nhá. Cả cái đồng hồ này là của xe tàu luôn anh em nhé. Hai củ công tắc bên này và bên này. Hàng rẻ tiền. Được cái yếm của Zin Việt anh em nhé, nhưng mà lại này loại hai, yếm loại hai. Cái tem mặt nạ này thì là của Honda này, nhưng cái mặt nạ trong này thì không phải của Honda nhé. Yếm loại hai. Vành bánh Mayer anh em này. Không có hào mát cái gì cả. À, vành Union anh em nhé. Union tàu. Mayer tàu, thụt tàu luôn nhá anh em nhé. Đây lốc bên điện đây. Honda này. Nhưng mà đây là lốc tàu anh em nhé. Hộp xích này không tem mác gì này. Hộp xích không tem mác gì. Vành sau đây KKTL kim khí Thăng Long anh em nhé. Thụt tàu rồi. Tất cả mọi thứ xe này là xe thầu anh em nhé. Rất là đáng tiếc. Mua rồi. Nhìn họ thay đồ đạc rất là đẹp đẽ. Như thế này nhìn rất là bóng. Và chủ xe mua xe này đã bị lừa anh em nhé. Bỏ ra số tiền không xứng đáng. Càng tàu nhá, này, càng tàu này. Mai ưu sau. Thật là buồn. Khung mục này. Rỗ này. Không còn gì để nói anh em nhé. Xin kết thúc video tại đây anh em nhé. Rất là đáng tiếc. Bạn nào thấy hay chia sẻ cho mình, chia sẻ mạnh cho mình nhé. Honda tàu. Rất là đáng tiếc.